Phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, sáng ngày 24 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Núi Sam tổ chức phát quà cho 10 hộ nghèo và 94 hộ cận nghèo trên địa bàn phường. Nhằm chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã vận động Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam hỗ trợ 104 phần quà cho 104 bà con thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, mỗi phần trị giá trên 300.000 đồng, bao gồm gạo, mì, dầu ăn và dầu gió. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường. Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam đã phát tâm chia sẻ một phần khó khăn đến với những người khó khăn nhằm giúp họ vươn lên trong cuộc sống.